Chào mừng quý khán thính giả của Viên Lai. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi bản tin video Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chửi thề không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ. Video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13 tháng 5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ mà không rõ nguyên nhân vì sao. Cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Chính với các quan chức khác bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra vào trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ và phát trực tiếp trên kênh YouTube của bộ này. Điểm đáng chú ý trong đoạn nói chuyện khoảng 5 phút này là cách nói bộ bã của quan chức Việt Nam Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là thằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bộ bã nói rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, có sợ gì đâu. Đoạn video này ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều nhận xét của cộng đồng mạng. Một người xem video này trên Facebook của RFA có tên Kiên Nguyễn viết nhận xét làm khách tới nhà người ta mà ăn nói sau lưng chủ nhà một cách vô học, bố đời, bố léo và bố tuét. Một người khác có tên là Lê Minh Hoàng viết, những câu nói này tưởng đang trên bàn nhậu nào đó, chứ không phải ở cấp ngoại giao cấp cao. Chính khách đại diện cho nước Việt Nam mà lại như thế này à? Người khác có tên Hoa Nguyễn viết, ngôn từ từ miệng thủ tướng mà nghe cứ như ở bến xe. Chiều tối ngày 14 tháng 5 theo giờ miền đông nước Mỹ khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ thì được báo là video unavailable, tức là không thể xem được. Trên Twitter, cựu nhà báo BBC Ben Hayton viết Thật là quá xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ đoạn video này xuống. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo của chính phủ Việt Nam gặp phải những chuyện gây chú ý về mặt ngoại giao khi đi công cá nước ngoài. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Anh đã đến ăn thịt bò sát vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ. Bữa ăn được nói là có giá trung bình khoảng 1.975 đô la. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam đang có đại dịch COVID-19 và nhiều người dân bị phong tỏa hàng tháng trời, không có việc làm, không có thu nhập. Bữa ăn này của ông Tô Lâm đã khiến cho báo chí quốc tế chú ý và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn là bò cộng sản. Video Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò sát vàng cũng được đầu bếp Shabbe này tung lên TikTok và lan rộng trên mạng xã hội, nhưng ngay sau đó nó đã không còn được tìm thấy trên tài khoản TikTok của đầu bếp nổi tiếng này nữa. Tiếp sau đây, xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi bài viết chuyến hành hương tế nhị của Thủ tướng Việt Nam của tác giả David Brown do dịch giả song phan dịch thách thức đối ngoại lớn nhất của Phạm Minh Chính tại thủ đô Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao tới Washington trước khi họ tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt châu Á vào ngày 12-13 tháng 5 của Tổng thống Joe Biden. Hậu quả trực tiếp của việc Nga xâm lược Ukraine rất có thể sẽ chi phối các cuộc tham vấn song phương với những người đồng cấp Mỹ. Cuộc chiến của Putin đã làm lung lay giả định cơ bản về vị thế quốc phòng của Việt Nam việc Nga sẽ tiếp tục là nhà cung cấp đáng tin cậy cho hệ thống vũ khí mà nước này cần để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc. Nó, tức là cuộc chiến của Putin, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cho cả Nga và Việt Nam. Đó là một ràng buộc có từ thời Liên Xô, viện trợ cho chế độ Cộng sản Việt Nam khi họ chiến đấu để bảo đảm nền độc lập của Việt Nam, và sau đó là thống nhất đất nước dưới sự thống trị của Hà Nội. Ở Việt Nam, Nga vẫn được tôn vinh là nước chủ trì viện trợ kinh tế hào phóng trong thập niên sau chiến tranh, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Vật lộn trong việc xây dựng nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô. Vài thập niên sau, giờ đây đã thành công trong việc đổi tên nền kinh tế Việt Nam thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng cảnh sát với tham vọng của Trung Quốc, lãnh đạo đất nước đã chọn dựa vào Moscow để có các hệ thống vũ khí công nghệ cao tương đối rẻ tiền bao gồm tàu chiến, máy bay chiến đấu, ném bom, tàu ngầm tấn công và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Sức mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình là ác mộng đối với Việt Nam, một mối đe dọa mà Hà Nội đã tìm cách chống đỡ qua việc xây dựng khả năng răn đe, tỏ lòng tôn kính và nhấn mạnh lợi ích kinh tế chung. Đó vừa là một chiến lược xưa cũ từng cho thấy có hiệu quả khi Trung Quốc hành động phô trương và là một loạt chính sách cho phép Việt Nam hiện đại duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng có chừng mực với nước láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên giờ đây, Hà Nội không thể yên tâm về việc có trong tay một bộ hệ thống vũ khí được chế tạo ở Nga. Trong tương lai gần, Việt Nam khó có thể mua vũ khí của Nga mà không kích động cái gọi là lệnh trừng phạt thứ cấp. Hà Nội có vẻ hiểu ra điều đó. Ông Chính đã đồng ý với ông Fumio Kishida, thủ tướng mới của Nhật Bản hôm 30 tháng 4, rằng ở bất kỳ khu vực nào, việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là khó có thể chấp nhận được chính và các đồng sự phải nói năng cẩn thận ở Washington. Ở đó, sự chú ý vẫn được tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nhiều người vốn đang chỉ đạo cuộc đối đầu, tức là cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, lại thiếu sự hiểu biết tinh tế về lợi ích của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương. Trong việc ủng hộ Ukraine, Việt Nam, dù có những lý do chính đáng, đã lối nhịp so với các nước bạn bè còn lại của Mỹ và điều đó không xứng hợp với nhóm coi châu Âu là trung tâm trong việc thiết lập chính sách đối ngoại của Mỹ. Việc Thủ tướng Việt Nam có mặt tại Washington có thể làm dấy lên bình luận tiêu cực. Những người đối thoại gay gắt có thể hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt vụ Hà Nội mua các hệ thống vũ khí của Nga và chỉ trích việc Hà Nội không tham gia bỏ phiếu lên án cuộc chiến của Putin ở Liên Hợp Quốc. Ông Chính được cho là có triển vọng sẽ kế vị người bảo trợ của mình là ông Nguyễn Phú Trọng, khi nào người đứng đầu Đảng Cộng sản hiện 78 tuổi quyết định nghỉ hưu hoặc là không thể tiếp tục công việc vì một cơn đột quỵ nữa. Các cuộc gặp ở Washington là sự kiểm nghiệm đối ngoại lớn nhất của chính cho đến nay. Đồng liêu lẫn đối thủ của ông sẽ chăm chú theo dõi. Cẩn thận trong phát biểu không có nghĩa là không nói gì. Sẽ là khôn ngoan nếu như chính thể hiện sự đồng cảm thật sự với Ukraine và tỏ sự thất vọng với Nga, một người bạn đáng tin cậy lâu năm của chế độ Hà Nội đã đi trịch hướng. Ông ấy khẳng định một cách thẳng thắn và dứt khoát rằng Việt Nam đã dựa vào các hệ thống vũ khí mua của Moscow để bảo vệ lợi ích của mình trước những phần tử hiếu chiến ở Bắc Kinh. Ông có thể nói đó là vấn đề mà ông hy vọng Mỹ có thể giúp giải quyết. Chính quyền Biden tự hào về chủ nghĩa hiện thực thực dụng. Nhưng những người đối thoại Mỹ dường như bị ám ảnh bởi lập trường giả vờ không chọn phe lâu nay của Việt Nam với quan hệ hợp tác song phương ngày càng sâu rộng và ngày càng lớn mạnh, nhằm mục đích làm giảm bớt tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mỹ đã thúc ép Hà Nội nâng cấp mối quan hệ được mô tả là song phương. Họ nói quan hệ đó phải là chiến lược, chứ không chỉ là toàn diện. Giả định rằng Bộ Chính trị Việt Nam đã xử lý, tức là suy nghĩ kỹ về các tác động đối với Việt Nam từ cuộc chiến của Putin ở Ukraine thì một tuyên bố chung rằng Việt Nam và Hoa Kỳ từ nay trở thành đối tác chiến lược sẽ có thể là một điều dễ dàng đối với Hà Nội. Có nhiều khả năng là Tổng thống Biden và những người khác đối thoại với phái đoàn của ông chính sẽ thúc giục Việt Nam ngừng mua sắm vũ khí do Nga cung cấp và bảo dưỡng. Đáp lại, ông chính có thể chỉ ra điều hiển nhiên là nếu Washington muốn Hà Nội loại bỏ vũ khí của Nga thì cũng nên giúp Việt Nam tìm cách khác để có đủ khả năng như Ukraine, gia tăng khả năng phòng thủ lãnh thổ và chủ quyền. Ấn Độ cũng phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống vũ khí mua của Nga. Có lẽ Mỹ có thể thúc đẩy hợp tác ba bên để đáp ứng nhu cầu bảo trì và giúp cả Việt Nam lẫn Ấn Độ vượt qua các thách thức mua sắm quốc phòng trong tương lai. Nếu Washington và Hà Nội đồng ý gọi quan hệ hai bên là chiến lược cũng như toàn diện, thì cả hai bên đều có trách nhiệm phải hành động phù hợp trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam vẫn là một trong số 11 nước bị Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường. Nhãn hiệu đó đúng 25 năm trước, nhưng bây giờ quả là vô lý. Việt Nam nên được loại khỏi danh sách. Về phía Việt Nam, có một khiếu nại thương mại cần phải điều tra khẩn cấp. Về các tấm pin năng lượng mặt trời được cho là sản xuất ở Trung Quốc và sau đó, sau gia công chút ít bề ngoài ở Việt Nam hoặc ở nước nào khác của Đông Nam Á được xuất khẩu sang Mỹ. Nếu đúng và có vẻ là đúng phần nào, các nước đã cho phép sự thông đồng này có nguy cơ bị trừng phạt nặng nề. Ở đây ông chính một lần nữa nên sẵn sàng với các sự kiện. Nếu quả thật các nhà xuất khẩu của Việt Nam nằm trong số đang giúp cho sự gian lận các linh kiện tấm pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất thì Việt Nam nên nhanh chóng đóng cửa các nhà xuất khẩu này.